Okay, giờ chiều nay đi qua bên bà ngoại đó, qua ngoại ăn đám giỗ. Trời mưa quá trời luôn. Giờ đi vô nhà xem coi trong nhà có gì nha. Ba áo nó để nè. Mãi gì cơ? Cái bao đó là nhà mình không có bao. Để lấy ra đi. Ăn tối à. Đập đầu á. Này là vịt mai nấu cà ri nè. Đó, này là ớt mai chuẩn bị nấu cà ri nè. Mưa quá trời, giờ về tới trời mưa luôn. Đó. Rồi cà ri nè. Đó, cà ri đây, cà ri đây. Chào cả nhà. Chào. Hello. Mẹ nó mua cà chua. Này gọi là gì không? Châu à? Bỏ thập cẩm hả? Rồi hồi mình bỏ lên nước ra là mình xào hả? Có nước gì đâu mà xào. Có bơ gì lên không? Cái dầu vô thôi. Món ăn mập vậy. Này là tự sáng chế ra chứ cái món này tao không phải cho xào gì. Là mẹ nó cắt nhóc hết trơn. Đâu có, không có châu. Nó đá muốn cao. Chị nó ba nó cắt cắt trơn. Làm gì á? Mời 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 ở làm xèo. Rồi rồi. Ủa. Vô này gọi là họ chính phục cái vô cái C3 cái vô này đó. Hai bạn có vậy. Món này món gì mà? À, cái cơm cháy. Cơm cháy hả? Cơm cháy khô quẹt. À, hấp dẫn vậy. Má đồ quá trời đó, nữa gì nhé. Ở đây là hôm nay là mình ăn đám giỗ, là mình ăn gì? Nhóm họ nha. Ở nhóm họ thì có gì bò xào đó, rồi sau đó là tới cái gì cơm cháy khô quẹt đó, rồi có gỏi vịt đó. Rồi nước mắm nhà làm đó. Có thịt heo đó, có dưa chua đó. Và đặc biệt là không thể thiếu là bia lagu đó, rồi bia nữa đó. Đây là bàn tiệc của chúng ta hôm nay nha. Đây là đám giỗ của bà Cốc hả ta? Bà Cốc năm 2024 nè. Đó. Tối nay là có 2 bàn. Ngày mai thì không biết nhiêu bàn. 7-8 năm rồi anh mới về chứ bộ. 8 này anh có biết đâu. Anh chỉ biết là tầm tháng này là có cái đám giỗ rồi, trước là nữa là có cái đám giỗ thôi. Đó. Ôi, ngon ngon. Đây tối nay chúng ta có thêm món ghẹ nữa nè. Ý, ghẹ còn sống luôn nè. Ghẹ tươi. Nè. Còn sống luôn. Một nồi ghẹ. Đó đúng rồi đó cưng. Nhẹ nhẹ tay rồi lên đó, nhanh tay anh coi. Mày làm cái đó rồi mới mốt rồi sao cho mày đi chạy bàn được. Mở gì nhà hàng tiệc cưới rồi cái kiểu đồ. Rồi. Rồi út đẹp đó, nhưng mà để hồi con review muốn ăn sao. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Mở kìa. Chưa ngay. Xin ngồi đây tiếp. Nghe đó. Ủa bên kia thử chưa? Chưa. Hai bạn kia luôn. Cái này nghe đi. Ủa? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Dạ, đi nghe được rồi. Tôi. Rồi em. Mấy ăn mấy bếp này cũng ngại quá. Tao thà ăn bếp con kìa. Ủa
Này chúng ta có thêm món ốc hương xào xả hả? Xào xả nước dừa, còn hấp dẫn vậy. Ốc này mắc lắm á. Ốc hương này mắc nè. Con bự này là cũng mắc á. Ủa rồi con rẻ chưa? Không làm gì. Luộc nó dừa luôn hả? Đúng là miền Tây có gì luộc nấy. Sáng không á? Ok, xin giới thiệu với các bạn, đây là giống như là nhà thờ tổ vậy đó nha. Đó, đây là những cái hình cũ của mình hồi xưa nè. Đó, hôm nay là ông Cốc bà Cốc nè. Đây là giống như là cái nhà thờ tổ vậy đó. Đây là ông Tài ông Địa nè, rất là lâu rồi. Đó, đây là cái bàn để cổ quyền đó. Bên đây là mấy cái thờ Phật nè. Đó. Đây là mấy cái hình hồi xưa đi du lịch nè. Này là bên đây là nhà ông ngoại không à. Đấy. Đó, bên này là năm mười mấy tuổi mình đi Đà Lạt nè. Đi Đà Lạt này kia, đây là cái bãi biển cổ thạch gì nè. Mình còn nhớ nữa, nó bãi đá sỏ bảy màu gì đó. Ở đây có ông Tấm à, còn lại là ông ngoại không à. À, còn đây là mấy cái giấy chứng nhận hồi xưa mình học võ nè. Cái này 4/18 nè, 3/18. Đây đi học là tổng cộng là có 18 cấp. À, đây là giấy chứng nhận nè, võ chí hiếu nè. Đai đen gì? Đai đen 3 gạch xanh nè. 4/18. Còn mấy cái cấp kia thì sao á thì chưa có lấy. Cũng 10 năm rồi. 10 năm rồi không có đi về đám giỗ. Không có đi về cái đám giỗ này. Đây là đám giỗ của bà Cốc ngoại. Rồi có gì bà Cốc nội, ông Cốc nội nữa. Thì mấy cái đám đó chưa có về. Thì mấy năm sau thì chắc cũng tranh thủ coi là mình sẽ sắp xếp rồi mình đi về. Mỗi một năm sẽ sắp xếp đi về một đám để tham dự. Con chụp hình chứ anh. Không phải đâu. Không phải ông đâu bánh tay. Cậu bánh.